Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, thanh tra huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum công bố kết luận đối với việc triển khai tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang làm chủ đầu tư cấp 108 bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọc Quang. Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 1,4 đến 1,5 tạ, 140 đến 150 kg, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Người nuôi phải trả lại 35% 5,7 triệu đồng trong 2 năm. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang đã thực hiện cấp phát bò cho người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã phát hiện bò thiếu trọng lượng. Theo người dân phản ánh, đây là con bê, con bò con chứ không phải bò sinh sản. Theo thanh tra Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang, cấp phát bò khi chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ, áp dụng trọng lượng bò chưa sát với chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu, trình tự thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo, lập danh sách ký nhận không đầy đủ thành phần tham gia chứng kiến cấp phát bò. Chủ đầu tư không chỉ đạo đơn vị cung ứng kiểm tra xác định lại trọng lượng của bò mẫu và các con còn lại mà chỉ đối chiếu bằng mắt thường, dẫn đến có 29 con bò, 1,2 đến 1,4 tạ không đủ cân nặng đã phê duyệt. Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Ngô Tuấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang, hai phó chủ tịch xã là ông Hoàng Văn Đạt và ông A Trúc, ba công chức xã là bà Nguyễn Thị Thủy, bà Đinh Thị Kim Trung và ông Nguyễn Xuân Thành. Hai ông Đặng Thế Quyết, tổ phó tổ thẩm định và ông Nguyễn Thành Hải, phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, cũng bị xác định là đã sơ xuất, chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang xây dựng để điều chỉnh. Thanh tra huyện yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông Quyết, Hải. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du Trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Trong vụ án chủ tịch Phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu, việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm, sau đó trong quá trình xây dựng lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúng màu thời gian. Một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực, dầm mái của công trình được làm bằng những thanh thép lớn. Do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng, không có giấy phép trên diện tích 1.400m2, được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo Công an thành phố Hà Nội thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác. Đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại. Trong đó, huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình, quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình. Quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và bị cáo đỗ duy vinh cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại phiên tòa bị cáo cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình xét xử ngay câu hỏi đầu tiên của hội đồng xét xử về hành vi của mình như cáo trạng nêu bị cáo cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai Bị cáo cự nói, bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn làm? Trả lời, cựu chủ tịch ủy ừ ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa nói riêng. Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Vinh trình bày bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Pime nộp hơn 8,7 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 10,1 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương là con em gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là đúng người đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên do công ty Pimefaco làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9 năm 2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9 năm 2007 đến tháng 1 năm 2013 doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 12, điều 38 luật đất đai năm 2023. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, biết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183m2, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Dù vậy, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho ngân hàng ngoại thương, Chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Bị cáo Duy Đức Tuấn 50 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, gọi tắt là công ty Thái Bình Dương, bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Tuấn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, chuyên tư vấn quản lý bất động sản, quản lý dự án. Năm 2009, Tuấn nhờ người mua hộ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz màu đen với giá 75.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi xe ô tô được chuyển đến cửa khẩu cảng Hải Phòng, do không nắm được quy trình nhập khẩu nên Tuấn không nhập khẩu được chiếc xe trên. Qua giới thiệu, Tuấn biết ông Vũ Hùng S, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Bảo Tín Sơn Tùng và đặt vấn đề nhờ ông S giúp nhập khẩu chiếc xe trên. Cuối cùng chiếc xe đã được nhập khẩu và bàn giao cho Duy Đức Tuấn quản lý sử dụng. Sau đó, hai bên có xảy ra mâu thuẫn về việc xuất hóa đơn. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, Tuấn gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tố giác ông S có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếc xe trên cơ quan điều tra xác minh xác định vụ việc là quan hệ dân sự, không có việc phạm tội nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, Tuấn được cơ quan điều tra thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác trên. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố giác ông S làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô trên của công ty Thái Bình Dương. Đến năm 2020, Tuấn biết ông S giữ chức vụ phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 Bộ Quốc gia. Tuấn tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công thương, Tổng cục chống buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí tố giác ông S có hành vi làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô của công ty Thái Bình Dương. Bị cáo sử dụng tài khoản Facebook mang tên Tuấn Duy Đức đăng nhiều bài viết bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của ông S. Lo sợ việc Tuấn liên tiếp gửi đơn thư sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín công việc, sự nghiệp nên ông S nhờ các bạn của mình liên lạc trao đổi với Tuấn. Trong nội dung các cuộc trao đổi, Tuấn đã đe dọa ông S về việc Tuấn tiếp tục gửi đơn tố giác khiến ông S mất nghiệp, bị khởi tố. Bị cáo đòi ông S phải giao 10 tỷ đồng mới rút đơn. Về sau, Tuấn đổi ý lấy 9,5 tỷ đồng và nói nếu mà đúng 9 đồng rưỡi thì em giải quyết được luôn. Mà thằng này mất nghiệp luôn ý. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc nên ông S đã đồng ý giao cho Tuấn số tiền 9,5 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 10 năm 2020, ông S gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tố giác hành vi cưỡng đoạt tài sản của Duy Đức Tuấn. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, người bạn của ông S thông báo với bị cáo Tuấn là ông S mới chuẩn bị được 5 tỷ đồng và gia đình muốn gặp để trao đổi và giao tiền, nhưng Tuấn bảo cứ gửi tiền vào tài khoản. Do không nhận được tiền, Tuấn tiếp tục tố giác ông S đến cơ quan chức năng. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Tuấn bị tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Duy Đức Tuấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính Thái Bình Dương về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Duy Đức Tuấn và các luật sư bảo chữa đề nghị triệu tập bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới phiên xử.